Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập 5 của series này. Và tôi là Scrooge McDonald, rất là vui khi được cùng tiếp tục chung một con đường với mọi người. Chúng ta đi phá đảo thế giới ảo này. Thì trong tập trước thì chúng ta đánh bại được Cleaver và cũng như đi khám phá một chút. Và cũng chúng ta cũng đã thu nạp thêm một số những thành viên mới. Thì sau khi mà tôi hoàn thành việc ghi hình cho tập 4 thì tôi cũng có đi khám phá thêm một chút. Và tôi cũng đã lên cấp được một số những Pokemon của mình lên để cho chúng mạnh hơn, sẵn sàng hơn cho việc chiến đấu. Thì bây giờ chúng ta đã đi tới một vùng đất mới là Crimson Mirrorlands. Và đây là một cái vùng mà sẽ có rất là nhiều những Pokemon hệ độc theo như tôi quan sát thấy trong các đoạn hội thoại. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn lùng Pokemon thôi. Ok, thì giờ game sẽ giới thiệu chúng ta những cái gọi là gì ta, những cái sự xáo trộn thời không. Trong này sẽ có nhiều Pokemon mạnh hơn. Và trước hết thì việc chúng ta cần làm là chúng ta sẽ tiến hóa Pokemon ha mọi người. Thì tôi cũng đã lên đủ cấp để tiến hóa Kulava rồi. Tôi nghe nói là có một cái form mới, có một cái dạng hình tiến hóa mới cho Kulava trong phiên bản này. Ta hãy cùng xem thử nào. Sao mà nhìn nó cứ đù đù của ta Typhlosion nhưng mà nó đù đù quá. Nó đù đù quá mọi người ơi, nó đù đù quá, cứu tôi. Ok, thì trời ơi, cái gì đấy? Special attack, special... Ok. Tôi sẽ cùng coi, chúng ta có Hex này. Chúng ta có một cái chiêu, chúng ta sẽ thay... dùng thay Swift đi. Ủa, vậy là chúng ta có đủ các cái cũng có nhiều chiêu lắm á chứ. Không giỡn đâu nha. Ta cùng xem Quick Attack này, Flame Wheel này, Flame Thrower này. Ui, chiêu này thì mạnh hơn Ember nhiều quá mọi người. Tôi sẽ thay Ember đó nha. Tại vì Ember thì cũng hơi yếu rồi đấy. Thì với một cái bể chiêu thức này thì tôi nghĩ là tôi đánh được rất là nhiều con rồi mọi người. Gọi là... Ok, và bây giờ chúng ta đã có được Pokemon mới rồi, level 36 nè mọi người. Giờ thì tôi sẽ đi nói chuyện với cô này để tôi nhận nhiệm vụ tiếp theo. Hey there, you're the go-getter. Ok, thì cô này sẽ có cho mình một cái yêu cầu. Roselia, red blue for hands. Ok. Tay của nó là hai cái bông hồng. Và mình sẽ phải hoàn thành Pokédex cho Roselia. Oh wow, như là Budil đúng không? Budil đúng không? Tôi cũng đã bắt cho mình được một số Pokemon. Thì trong quá trình mà tôi ở nhà thì tôi cũng đã có đi tham khảo, đi tìm tòi. Chắc là tôi sẽ cho Typhlosion. Đây là Pokemon gọi là siêu uy tín của tôi luôn. Nên tôi sẽ đồng thời tôi cũng sẽ Vô banh đi. Ừ đúng rồi, Budil. Ok, chúng ta có con nai vàng, con nai trắng này. Tôi sẽ bỏ bớt đồ vô trong này. Move all items all at once này.
Tôi sẽ bỏ bớt vô luôn. Mấy cái charm này tôi cũng có mua nhưng mà đại khái là kiểu protect a person, tức là nó sẽ bảo vệ tôi khỏi những cái hiệu ứng xấu. Mà thôi chắc là tôi mua cái này cũng nhiều tiền lắm chứ, nhưng mà tôi chắc tôi bỏ vô lại luôn đi, không cần dùng đến đâu. Mình cần có cái chỗ để mình để đồ á, cái chỗ để mình kê kê á. Đây là mấy cái đồ mình cần này, chẳng hạn như là smoke bomb này, honey cake này, chesto berry này, là ăn cho nó đừng có bị ấy này, pep up này để giúp làm những cái món đồ tăng PP này, hồi mùi PP cho một chiêu này, hearty grains này. Ok, và mình cũng đã có cũng khá khá chỗ để mình để đồ đó. Cho mày có mấy cái đá cuội này, cũng tương đối là mình có nhiều đá lắm chứ. Mình sẽ chắc mình sẽ chế tạo một chút Pokeball nhờ. Tôi sẽ đi chế tạo chắc tầm 10 quả đây. Pep up bug woods. Cái này thì có thể hồi, nhưng mà nó cũng sẽ giảm bớt cái độ thích thư thân thiện với lại. Dạ, có thể đánh được với hệ rồng mà. Fairy Light Charms rất là hiệu quả trong việc bắt những Pokemon hệ bọ. Wow, tôi sẽ chế tạo cái này, tại vì tôi thấy cái này cũng khá là hiệu quả khi mà tôi tâm những Pokemon. Chúng ta sẽ trước hết thì vẫn như cái truyền thống của chúng ta thường hay làm thôi, sẽ đi khám phá ở đây một chút. Ok, trước hết thì chúng ta xem thử xem Solacian Ruins. Mùa mày rộng phết đấy chứ mọi người. Coi có cái túi đồ của Richie và túi đồ của Prosperity này. Bắt cái đi, làm thân cái đi mày. Ừ, một banh là phải ăn luôn á chứ. Bắt mà không để cho nó thấy á, thì mình sẽ được nhận nhiều cái nhiệm vụ trong cùng một 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 cái lần bắt hơn. Sợ đủ thứ này, như con kia con Carnivine như sao đó mọi người. Để tôi chỉnh con style của tôi ra, đây là Typhlosion nữa. Bắt luôn, bắt hết, hoàn thành Pokédex. Nhân viên siêu tin tưởng Carnivine này tôi thấy nghi nghi đó mọi người, tôi sợ tôi không bắt được á. Tôi dùng Vapor đi. Con này ở thế hệ thứ tư, nó là một con Pokemon hiếm chỉ xuất hiện trong lùm cây á mọi người. Vô banh bạn ơi. Ừ, vô đi bạn Carnivine. Không vô. Vô đi bạn, vô banh ngồi đi bạn cho nó thoải mái. Con chó banh này nó rất là Gastly kìa. Đây là tiền thân của Haunter cũng như là Gengar. Trên đường đi lễ xuân đầu năm bắt được luôn đống Pokemon.
không thấy, không thấy, không thấy, không thấy. Trên đường đi lễ xuân đầu năm. Hay. Stringy mushroom. Thế ra là mà thấy là nó có những rất nhiều thứ để mình khám phá rồi đó. Và mọi người thấy cái bầu trời đêm á, nhìn nó rất là thơ mộng luôn á. God, không có đủ chỗ à. Chắc là tôi sẽ cho Weasel đi. Con nào cũng được hết trơn. Cho bạn này hai cái luôn đi. Ở trên đường đi lễ xuân đầu năm. Ồ, hình như là mình kia có cái quả. Ồ, có cái để mình làm cái Featherball nè mọi người. Cái con Pokemon nằm ở ngay đường hay sao? Mà mọi người cũng hay nghe thấy là cái tiếng Pokemon hoang dã nó có thể vang vọng ở trên này chỗ kia. Và mình có thể dựa vào cái tiếng động để mình có thể xác định hướng Pokemon đó. Nó khá là hay. Đấy. Ok. Như là chúng ta nhìn thấy có một cái vùng gọi là bất ổn không thời gian đã xuất hiện rồi. Và trước khi mà chúng ta đi đến vùng đó thì hãy cùng tôi Scrooge McDonald đi khám phá cốt truyện một chút. Ờ kìa, cái gì đấy, cái gì đấy. Ôi trời ơi, cứu tôi. Có mũ không rồi chứ. Mũ luôn mà. Cái đường cũng khá là gần. Nữa. Đứng kế bên bờ mà vẫn đuối được. Xin đấy. Ừ, đúng rồi, leo qua cái vùng biến mất thời không đó, nó cũng sẽ hay là tôi nên ghé qua trước khi mà tôi đúng rồi, đi khai phá cốt truyện một xíu để xem là cốt truyện có điều gì muốn nói với chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ khám phá cái vùng bất ổn thời không đó. Distortion đó. Salaba của Pearl Clan. Quản ngục Salaba. Và đây mình đã có trên mình cái sáo Celestica đó. Cái sáo để mình gọi cái con hô á mọi người. Và Salaba đã nghe là mình là một những cái người gọi là sao ta đánh bại được Cleaver. Giải thoát cho người dân trong vùng đó khỏi cái sự nguy hiểm. Thay thì mình ngược đãi Pokemon thì mình cho nó vô trong cái tua banh theo như bà lời bà này đó. Có một người tên là Azu gì đó cũng muốn hợp tác với lại đội Kim Cương để có thể gọi là giúp đỡ. Mà bà ấy cũng không chịu lắm. Bây giờ Volo là đến đây à. Volo muốn đánh mình nè. Ây da. Anh bạn Volo này muốn đánh mình nè. Ok. Đánh thì đánh. Không sao. Togepi hệ tiên. Hệ ma thì đâu có sợ hệ tiên lắm đâu mọi người. Độc thôi chứ. Mình có Hunter. Theo như mình biết thì mình sẽ có Poison Gas này. Đi nhanh hơn tí đi. Dính độc cái thôi. GP sẽ ít gây ít đam lại. Thấy không? Tại vì sao? Tại vì phải độc mà. Ừ, chính đọc như vậy. Cái đó mình sẽ làm gì thì tôi dùng Vino Shop.
Tại vì cái chiêu này nó sẽ gây gấp đôi sát thương nếu như mà đối thủ đang bị dính độc, thì mình có một combo Poison Gas cộng với lại Vino Shock, thì thực sự là combo gọi là siêu bá đạo luôn. Đây là con độc ép đất, mình là hệ ma hệ độc, là mình sẽ bị yếu thế. Mình dưới bù hẹp rồng, dựa theo cái tình huống này thì mình sẽ dùng tuyệt chiêu là khó vậy, hết đống chiêu của mình là xài không được rồi. Thôi mình sẽ đổi Hex. Tại vì sao gì thì Pokemon mình nó lên cấp qua cái việc mà nó đi cái này cái kia. Mạnh chưa? Mạnh chưa? Dạ. Không đùa được đâu, không đùa được với Typhlosion đâu. Nhưng mà khi mà chiến đấu á, nhìn cái bờm á, nhìn nó không có bờm, nhìn con này nó cứ lù đù á, nó cứ mệt mỏi như sao á. Nhưng mà lúc mà chiến đấu nhìn có cái bờm cũng đẹp ha mọi người. Tôi cũng đánh giá cao quá chứ. Ok, hồi máu cho Pokemon của tôi đi. Dạ, cảm ơn Volo nhá. Cái gì đây? Đúng vậy, cái gì? Tôi nói bơm bấm cái gì vậy? Có một số kẻ cướp đã đến đây ăn cắp cái mảnh ở trên cái tường này. Và ba kẻ cướp này thì cũng đã có từng có những cái va chạm với người của họ Ginko. Salaba cũng đã cố gắng làm rất là nhiều thứ, nhưng mà cô ấy đã 99 tuổi rồi. Ui, 99 tuổi không làm được gì à. Cái thế là không làm được gì luôn á chứ. Và Volo đang nói là chúng ta cần phải về lại cái trạm đó và cùng nhau giải quyết vấn đề. Và để xem mà trong cái túi này chúng ta có những cái món đồ gì mà chúng ta phải sử dụng ha mọi người. Ta sẽ điểm qua Pokemon một chút. Thì Special Attack Effort Level 3, Special Defense Effort Level nhiêu ấy. Và cái thông số của Pokemon trong thời kỳ này thì nó khác thật ấy, so với lại trong những cái thời kỳ trước. Vậy chúng ta sẽ cần về lại cái Arezu Predicament. Mission Request Arezu Predicament. Cũng khá là xa khỏi cái vùng đó. Mà tôi sẽ không biết nữa, chắc là tôi sẽ đi vào trong cái vùng gọi là vùng bất ổn này trước. Thôi mà, đừng có đuối nữa, đừng có đuối nước nữa. Em xin anh đấy, xin đấy. Cái gì mà thiếu khả năng bơi vậy? Có thể nào giả bộ biết bơi một chút được không? Có đỡ nhục được không? Rồi lại đuối nước luôn, rồi lại đuối nước luôn. Ây da. Mình nấp ở cái chỗ nào đó. Mình thấy là cái khi mà chúng ta nhận nhiều sát thương quá thì cái màn hình của chúng ta nhìn nó giống như là của ta bắt một cây mỏ đâu mà. Nhìn đây, như tụi màu xanh lá cây đó có nghĩa là gì? Là tỷ lệ bắt chúng là rất cao á. Rồi, nó hụt rồi đó. Mà vậy cũng hụt đường rồi đó. Ôi dồi, cái gì nữa đây? Thôi. Xin. Từ từ, đi qua đằng kia thì nó sẽ có cái đường đi qua. Nghe thú vị thế. Thôi đừng có để đuối nước nữa nhé. Rồi, đuối nước rồi. Ai da. Tôi tiêu. Có vậy thì chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Thank you.
kỳ cẩn thận nha mọi người. Ui, xin xin đấy, xin đấy, xin đấy. Ui. Wow, weasel này. Ui, drift blim luôn này. Đánh mạnh đỏ máu rồi, ta bắt thôi. Ui ui ui, cái gì đấy, cái gì đấy, trời ơi, double hit luôn mà, double hit luôn mà, lại đánh hai lần nữa hả, gì vậy trời, nghe mà nó khủng hoảng tinh thần quá vậy. Ta dùng một con Pokemon để điện ra đây mà sao không có Pokemon thôi, Pokemon thôi, cũng hai trái rồi, không lo đâu. Ok, ta bắt được luôn nè. Theo như chúng ta thấy được đấy là có rất là nhiều những cái sự nguy hiểm. Nhưng mà rõ ràng là gì? Rõ ràng ở đây á là câu hỏi đặt ra ở đây á là liệu chúng ta có làm được hay không? Thôi rồi, thôi rồi, lại cái gì nữa đây? Cứu tôi với. Đã phải tiến hóa được này, tiến hóa luôn, Weasel luôn, thằng gì ta, Frost luôn. Đón dân chơi thế hệ mới. Chúng ta cũng nên chế tạo đi chứ nhờ. Chế tạo anh đi để không làm gì đâu. Luxray kìa mọi người. Thôi được rồi, được rồi. Nguy hiểm quá. Ây da.
Ây da, cái gì đây, cái gì đây? Ôi chết tôi rồi. Sao mọi người nguy hiểm quá. Cứu tôi với, cứu tôi với. Trời ơi, hai con luôn mà. Hai con luôn mà, còn chơi cái kiểu gì vậy? Cũng tôi với, cũng tôi với. Chịu quá, chịu quá, chịu chịu chịu. Chạy 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 cái, chạy cái, chạy cái, chạy cái. Chạy cái, chạy cái, chạy cái, chạy cái. Ây da, ây da. Chạy cái, chạy cái. Lỏ quá rồi, lỏ, lỏ quá rồi. Ây da. Rớt quá trời đồ luôn á chứ. Rồi làm sao mà. À tôi, đáng lẽ tôi không có nên mang nhiều đồ vậy nhờ. Thật á chứ. À, rớt luôn cái dubious disc luôn vô chán người. Nói chung mà nó cũng hơi buồn thiệt. Cho nên là dạ yeah, tôi không có nên liều mình như vậy chứ, tiện đánh cho đã xong rồi cái tự nhiên leo lên rồi á chứ. Và bây giờ thì mọi thứ nó biến mất luôn. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đồ của tôi là giờ nó cũng không cánh mà đi luôn. Tôi mất đồ rồi. Hỏi thế gian đồ là chi? Thank you.
nhìn thấy từ xa luôn á, chứ khó bắt con này quá. Làm gì được nó luôn á, nó cởi nước rồi mà không ăn nữa. Chờm quá. Cái gì đây? Thôi mà, thôi má. Tangela Alpha Pokemon Tangrowth. Cái gì nữa, cái gì mà ra đòn nhanh thế? Chán chưa kìa, cái gì đấy? Rock Slide. Hai lượt thôi. Super Effective Aerial Ace. Ra là tôi cần phải vô tôi check Pokemon của tôi xem con Staravia nó mạnh về mảng nào. Check summary này. Nó mạnh về, nếu mà nó mạnh về mảng tấn công và tấn công nó mạnh hơn. Mạnh dữ vậy, đúng là anh
Pokemon luôn. Thật sự luôn đó chứ. Thunder Venusaur rồi. Nó bảo là mình được đi mà. Ủa cái gì vậy? Game lừa rồi, game lừa rồi. Trời ơi, tôi bị game lừa rồi mọi người. Chết tôi. Chết tôi. Ông nội ơi, cứu tôi. Tôi bị lừa rồi. Không, mọi người biết sao không? Bây giờ tôi con này nó dã man lắm. Nó đánh mình là nó không tha cho mình luôn á. Tôi biết rồi, tôi sẽ hồi sinh con Hunter lại. Tại chỉ có, tôi nghĩ là có con Hunter thì mới có thể đánh được con này thôi. Chứ mấy con như thế này nó kiểu Sleep Powder, New Drowsy. Không sao cả không? Cái thế switch ra xong rồi hồi sinh lại hết Pokemon mình không? Chỉ cần nó không đánh mình thì mình cứ đánh thôi. Đã ngủ đâu? Đâu hết cái, đúng rồi. Gì mà đi lớn, đi toán nó toàn đi trước không mọi người. Khó chịu lắm. Hunter nè. Xuất hiện đó nè. Nhanh hơn đây. Đi nhanh hơn một cái. Bỏ con này ra. Bây giờ tôi được mình đi. Sao hết mọi người. Chơi đi. Giờ mình nó đang bị dính hiệu ứng rồi. Gấp đôi sát thương. Ui hay quá. Nó mạnh nát luôn mà nó đi không theo một cái, nó đi không theo một cái quy chuẩn gì hết trơn á. Nó cứ thích là nó đi thôi. Nó cứ thích là nó đi thôi, nó không có quy theo lượt cái gì hết trơn á mọi người. Khó chịu lắm. Ok. Vậy thì phế quá vậy. Sao lại không leo được tường? Ủa cái gì vậy chơi? Giờ tuyển mộ qua đia về, qua đia không nhảy qua được cái tường. Trời ơi. Leo dốc. Chúng ta phải leo dốc luôn, chúng ta phải ngồi, chúng ta leo dốc từng con dốc một. Chôn. Đẩm luôn. Chôn rồi. Thổi lửa cái. Rồi bye bye. Rồi, tôi tranh thủ tôi đi cái. Tôi còn tập phim mà làm cho các bạn coi nữa. Chuyến hành trình Pokemon Legends Arceus. Nhưng mà tôi thấy nó khắc nghiệt quá. Hơi khắc nghiệt quá. Mọi người thấy giống tôi mà thấy hơi khắc nghiệt. Con này nó không nhảy đâu được luôn á mọi người. Nó cứ kẹt kẹt vậy á. Phải đi đường vòng không mà. Không biết là có mở được con nào leo leo hay không ấy chứ. Ok. Không có còn con nào luôn á mọi người. Buồn ghê luôn á. Buồn thay chiến nhau. Không hát đâu. Hát bản quyền á. Rồi tôi xin phép tôi trốn đó nha mọi người. Chứ tôi thấy tôi càng ở đây lâu rồi tôi thấy là tôi càng có ít cơ hội sống sót á. Thật sự sống rồi, không đi đâu được rồi. Thôi rồi, chết tôi rồi.
phải chạy đi thôi. Chạy đi về, chạy đi về, chạy đi về, đi về, đi về, đi về gấp. Sau khi mà tôi đánh thua xong rồi tôi mất một đống đồ luôn. Rất chi là tiếc luôn á mọi người. Tiếc lắm luôn á mọi người. King's Leaf. Chiếc lá của nhà vua. Đây có Burmy nữa nè. Hay là Burmy nè. Thôi thì mình cứ cho bạn này ngủ miếng đi. Mình muốn cho bạn này. Ra lại cái. À tôi bắt đầu khúc rồi. Rồi luôn. Rồi luôn. Không biết nói gì luôn. Thật sự luôn. Hắn tàn phá hại luôn. Chưa có gì hết mà đánh người ta chết luôn rồi. Đánh người ta xỉu luôn rồi. Làm gì mà bắt được. Rồi thôi gặp mấy con này nữa làm sao mà về đây. Sao đường về càng ngày nó càng xa vậy mọi người. Thầy già. Nhưng không không. Có thể cái thế gọi là về được không. Ô đây, đây là cái khu vực gọi là mọi người ở hội kim cương sinh sống này. Và rõ ràng là chúng ta cần phải đi về học chút tiền không biết sao chúng ta đi về. Chúng ta đi về đây trước. Chúng ta hồi sinh Pokemon lại trước. Chứ mà đánh mình không có sự chuẩn bị là sẽ dễ bị toang lắm. Tôi nhận ra được một điều là nếu mà trong tập này tôi cứ xe xe mọi người. Tôi buồn bản thân mình ghê luôn á. Tôi đánh làm sao mọi người. Nãy tối nãy tôi phải làm tốt hơn như vậy chứ. Rồi sao lại có thể nó gà vậy được. Ok. Tôi không chắc là tôi smoke spray này. Up to level 3. Move point once only. Thế thì cũng có một vài mấy cái đồ như thế này. Up to level 3. Move point once only. Tôi sẽ nâng cấp. Dành chút thời gian để tôi nâng cấp lại đội hình của mình một chút. Mà như là có một con Pokemon tiến hóa được luôn này. Tiến hóa hết luôn đi. Hy vọng sẽ học được chiêu kiểu siêu cấp vũ trụ ha mọi người. Chắc tôi đầu tư vô bạn này một chút cho bạn một chút cái điểm á. Với mình mút. Cái mình sẽ thay đổi cái chiêu hướng cho bạn này kiểu mạnh hơn một xíu luôn. Bạn này học một chiêu mới luôn này. Hex này, Mystical Fire này. Extra Sensory, Confusion thì Odd Unseeable. Đổi chiêu này. Ok, và sau đó thì có thể học được luôn cả chiêu Mystical Fire. Cũng là một cái chiêu coverage khá là tốt. Mình muốn đánh những cái Pokemon với một cái lượng hệ rộng hơn. Nên tôi sẽ có học được Hex luôn này. Extrasensory Hypnosis. Hypnosis và đi chung với lại cái này thì gọi là bá cháy bùa chét luôn. Calm Mind. Thật ra là Calm Mind thì đánh cũng được thôi nhưng mà khó nhờ. Khó đấy, khó đấy. Cái thế là cái thế khó khó đấy. Nếu bây giờ mình đầu tư hết vào 4 chiêu tấn công thì Calm Mind. Tại vì có khi có những cái lượt mình đánh Calm Mind thì cũng thôi. Tại vì mình đã có một con Pokemon hệ lửa và hệ ma rồi. Không á, mình đồng ý đi, là mình đổi con này lấy Hex đi. Tại Astonish khá là yếu. Khá là yếu, không có thực sự là mạnh đấy. Tôi mất một đống đồ luôn á mọi người. Không biết bao giờ tôi mới được cái đống đồ của tôi đó. Tôi rất chi là buồn luôn á mọi người. Nãy là tôi không nên troll như vậy. Troll game. Không nên troll đấy.
Nhưng mà biết sao được, giờ cũng gọi là cái máu đi phiêu lưu khám phá của mình nó phải gọi là rất là thích đi khám phá, nhưng mà không có biết lượng sức mình, và cái kết là bị đánh tơi bời mất đống đồ. May là không mất mấy cái, mất luôn cái kia luôn, cái dubious disc, nhưng mà cũng có bắt được Porygon đó. Ok, 1 cân 3. Dạ, đây rồi. Đã trò chơi quýnh nhau có thưởng. Miss Fortune. Toxic Croaker. Tôi cầm con Pokemon thẻ độc. Toxic Croaker, một con Pokemon thẻ độc. Drifblim, một con Pokemon. Thì lượt đầu tiên thì tôi nói chung là theo lượt đó nha, thì nếu mà không, tôi nghĩ là tôi sẽ assist nó cái. Đúng rồi, Drowsy to Moon khác với lại những phiên bản khác, nhưng mà nó xích xong nó sẽ ngủ luôn. Không, Hex bây giờ sẽ gây gấp vào thương sụp bất mạng liền, thấy chưa, bất cái nỗi internet liền, hiểu chưa, hỉ mất tiêu luôn, quê liền, quê liền, làm sao mà đánh lại được, quê quê khè cười lắm, đánh chỉ đau một chút thôi, đúng thế rồi, con mất nguyên máu rồi. Đưa lại cái bánh tường đây. Đúng rồi, nộp ra đây. Cướp mà xài nói một con ếch mà đòi thắng. Mình nói là mình đang giúp Celaba và kiểu ba cái người chọn đầu chọn đuôi cướp này là không có bao giờ mà có cái lòng gọi là giúp đỡ người khác cả. Chỉ biết đi ăn cắp thôi. Thấy chưa, lần sau cũng đấu Pokemon này đem mấy con Pokemon huyền thoại lột đem mấy con Pokemon nó vừa tầm ra đây, chứ mà đem một con ếch làm sao mà đánh được, đem ít nhất cũng phải 6 con chứ, đánh một trận ra trò liền. Thật ra là sao thôi, mình hơi mạnh miệng á, nhưng mà cũng đúng rồi mọi người, tại vì đánh mà kiểu có 1 con vậy coi thường đối thủ á, thật sự luôn á. Bây giờ nhạc lại không nổi lên nữa rồi. Tôi đi qua đây. Ui trời ơi, vô anh rồi. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Ok, nếu mà vậy thì chắc là đi từ lon hết lon lon đi đằng sau. Không, nhưng mà mình không có đánh cái này làm cái gì hết trơn á. Ok. Đi cái ngốc lắc. Đây, không lên được à. Khó thế, có Pokemon nào leo tường, leo núi, vượt suối, vượt thác rồi không chứ. Thật sự luôn á. Có mỗi con nai này thì đi hơi lâu thôi. Yêu quá, đoạn hội thoại này là chúng ta biết được rằng là bà Celaba này quả là một trong những cái gọi là công thần của đội Ngọc Trai, khi mà những cái năm tháng mà bà sống ở trong những cái năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất thì bà đã dành cho cái nơi mà bà phụng sự. Và thật sự luôn là rất rất là, thì ông này cũng kể là bà này gọi cũng rất là một người rất là đáng để ngưỡng mộ đó mọi người. Thì đại ý là như vậy. Còn bây giờ thì ta nhảy vô đây rồi. Tập này tôi thấy là nó bất ổn quá mọi người, nhưng mà tôi cũng mong là tôi cũng làm được cái điều gì đó. Ok, mình sẽ đưa cho bà Celaba cái mảnh tường, rồi chúng ta sẽ gặp một con gấu Ursaluna hay sao.
Mình có biết về trước đó mình có biết về con gấu này rồi, tại vì trong cái giải VGC ấy, mấy cái giải mà đấu VGC nói chung chung ấy, thì cái con gấu này á, nó cầm theo cái quả Flame Orb ấy. Ui, Flame Orb cộng Facade cộng với đặc tính Guts thì thôi, nó cứ quẹt một phát là đúng 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 đúng, quẹt một phát là đúng 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 đúng, rất là kinh dị. Thì mình biết là Pokemon Ursaluna là cái phiên bản tiến hóa đặc biệt của Ursaring trong cái thời Hisui này. Thì các tôi nghĩ là con boss tiếp theo thì mình đánh sẽ là Ursaluna. Và bởi vì cái tập này mình cũng hơi mủ mủ rồi. Mình đã mất mắt rất nhiều sai lầm và thực sự luôn là mình cảm thấy là cái tập này mình chơi không có hay lắm. Cho nên mình sẽ quyết định là làm nó dài hơn bình thường, để bù đắp lại cho những cái giây phút ngắn ngủi mà mình đã không làm được gì. Thật sự rất là buồn luôn mọi người, tôi buồn lắm á, buồn ác luôn á, biết làm gì bây giờ. Xong tôi còn bị, tôi đánh tới đâu tôi bị mất đồ tới đó nữa. Đây này, mở cái miệng ra nè, ngáp nè, ngáp phải nguyên một trái Pokeball bay vô mặt rồi đó, rồi yeah. Mở miệng ra ngáp một cái nữa cho nó húp húp nguyên quả Pokemon vô mặt luôn. 400 m rồi, xa thế. Đây có thật là cái tựa game hành động ấy chứ không phải là game Pokemon đâu mọi người. Tôi nghĩ là tôi đã sai khi mà tôi tải game này về rồi. Chưa kể là chơi nó cũng hơi lag nữa mọi người. Con nai này nó hơi yếu, nó không có leo tường được. Con nai là người ta phải leo tới luôn, leo tới, leo số tới số dách luôn. Nai mà không leo được rồi chơi cái gì? Con tử. Thôi tôi chọn một cái món khác. Đánh vô cái này. Ui. Ôi trời ơi. Thôi rồi, thôi chết tôi rồi. Nó gần như thế này thì chết tôi rồi, tôi chết tôi rồi, chết tôi rồi. Nhưng mà ít 4 đam, được 4 đam, nó lại bị đất chạy đá nữa. Cái combo này thì tự hủy luôn. Không sao á mọi người. Ok, dạ. Ừ, đứng này đó, đi đâu mà vội mà vàng, vấp phải đá mà hoàng phải nhau. Đấy. Nó có phải gọi là hay hơn không? Ui, có con Hippopotamus đúng không? Ui, thôi, bạn ơi. Ây da. Thôi, tôi bị lát quá. Không sao. Cái vùng đất này á, là cái vùng đất nơi mà con Floatzel nó tỏa sáng. Mọi người hãy tin tôi, Floatzel là nó cứ bằng. Ây da, không có nhiều tác dụng lắm. Tại sao? Tại vì mình là hãy nước, mình là đơn hệ. Đây chỉ là những con đùi giấm thôi, nếu mà so với hệ nước, tại vì thường thường những con Pokemon đây thì nó thuộc về hệ đất á mọi người, cho nên là khi mình đánh ấy, mình sẽ đánh được gấp đôi sát thương do khắc hệ thôi. Graveler này. Mọi người tin là tôi đánh luôn con này không? Đánh luôn Pokemon Alpha sống sót trở về nguyên dạng không mọi người? Đánh cho mọi người coi nè. Đánh luôn. Mình sẽ phải lấy lại thể diện của mình chứ. Cái gì nữa, cái gì mà cứ đi trước không vậy? Trời ơi. Tại sao thấy nó cứ càng ngày nó càng sai sai á mọi người? Như tôi hình như là tôi nói hơi sớm á mọi người. Ôi rất là xin lỗi mà như tôi nói hơi sớm. Hụt không? Ui hụt luôn mà. Quê quá vậy ta. Cái gì quê đó ta, quá là quê đó ta. Chết tôi rồi.
đó mọi người. Bây giờ tôi quê lắm rồi, đất rồi, bay rồi. Cái gì đây? Cái gì mà Ice Fang rồi? Cái gì mà Horse Power rồi? Trời ơi, em biết phải sống sao đây? Còn đi trước nữa cơ. Ồ, khó chịu, khó chịu ác luôn. Cái vấn đề ở đây á thì là mấy con này đi trước, cho nên là mình muốn đánh cũng khó. Dù nó hiện là mình phải đánh được. Sao nó là vậy đó. Cái Roxas còn hụt nữa cơ. Ừ, ngủ đi em, ngủ đi em. Đi rồi, đi tôi rồi. Đi hết không? Giả bộ đánh xong rồi đi hết không? Không sao mọi người. Gấp đôi sát thương. Không bông. Ui, ai da. Và đây là cú hít giành lại thể diện. Vô banh đi. Ai da, ôi rồi chết tôi rồi. Ai da, rồi. Cái thế nó gọi là cái thế đã rồi rồi. Cái thế đã rồi. Vô banh đi nào. Banh thứ hai rồi. Yeah, yes. Bắt được Pokemon Alpha luôn mà. Yeah, gọi là quá là chuyên nghiệp. Chết có mấy con thôi. Nhưng mà tôi học được bài học rất lớn là chúng ta đừng có nên nói quá nhiều. Nói nhiều quá dễ mủ lắm. Tôi mủ hết 3 con Pokemon rồi. Ok, bạn sẽ chơi cây sáo Celestica và như là nó sẽ gặp Ursaluna. Đây rồi. Ờ, mình không được phép bắt à. Ôi dồi ôi, bây giờ mình còn hai con này thì đánh cái gì với nó đây. Thôi. Giảm tấn công. Công mà không thủ à. Ra lại giờ đúng không? Nếu mình đã đánh ấy, nên hồi sinh đi, hồi sinh con tại vì nó thể đốt cho nên là mình hồi sinh con này. Barcelona nó sẽ là xấu. Hãy chua. Đó. Đội hình tôi yếu chứ thể đốt đó mọi người, chứ có con này đánh được đó. Đội hình tôi mũ người hết rồi. Có hai con luôn mà. Bây giờ đánh cái gì đây? Tôi sẽ kiểm tra xem là Pokemon của tôi nó mạnh về mặt nào. Tôi sẽ vô trong này. Tôi sẽ thử cái gì á. Tôi check summary cái Quick Attack. Còn stat cái 118, 109 nữa. Ok, vậy thì đánh cái nào cũng được. Cứ cái nào hơn là chơi thôi. Nửa cây. Đánh đi. À, tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi rồi. Trời, không chết luôn mà. Rõ cái nữa nè. Ngủ. Hay quá mọi người. Tôi đánh có đội hình gà làm sao á.
Capsicon. Nhưng có một cái tiếng kêu thất thần, một nụ cười ngờ ngợt. Barcelona đã được kiềm chế lại rồi. À, thực ra là mình thấy là con gấu này nó không có thực sự là điên loạn đâu. Thực ra thì con gấu Barcelona này thì nó không có bị một cái tia sét đánh xuống, nó không có gọi là phát sáng lên, nên là nó cũng là nên là cũng không phải là bị điên đâu mọi người. Và cái này á, chơi cái điệu nhạc này 2 lần. Mình sẽ nhận được cái mảnh đất từ con Ursaluna này. Earth Plate. Ok. Ok, yeah, mình đã có thú cưỡi mới rồi. Tổng kết là hôm nay thì mọi thứ nó cũng không có con vẫn muốn đổi mấy con này ra thì mình đổi kiểu gì. Wow. Tôi coi thử cái tôi coi thử cái này mình sử dụng làm sao mọi người. Con gấu này mình sẽ sử dụng nó làm sao mọi người. Survey tips. Cho cùng chỉ còn con sát con sinh là con còn sống sót thôi. Chỉ là buồn. Ở đâu? Chứ mọi người tìm thường mọi người tìm này đó mọi người. Bài thơ số 9 rồi. Tôi nhìn thấy ta bỏ những cái xương của con Pokemon vòng quanh khu vực con sông. Ta để cho ký ức của ta chảy theo dòng sông và chảy ra ngoài biển, nơi mà những cái xương nó sẽ đi vòng vòng quanh thế giới. Và có bao nhiêu chiếc xương bây giờ đã biến mất khi mà chúng ta để nó ở ngoài sông, ngoài biển. Ok. Bài thơ nó nghe cũng hơi hơi ghê ghê ấy, mọi người, nó hơi nó không có được thân thiện với lại gia đình lắm mọi người. Hơi mũ. Okay. Theo như lịch thì bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Ok, mình sẽ đi về, chắc chắn là vậy rồi. Riches lost satchel, or prosperity lost satchel. Marland camp. Ngủ cái.
tên núi. Cái con này làm gì đây? Ok, Unknown là một cái loại Pokemon nhìn giống như cái chữ cái mà nó có rất nhiều hình dạng khác nhau. Thêm vào về Unknown. Bắt toàn Pokemon mạnh không? Được khoảng 8.000 tiền đó mọi người. Dạ, hơi bị giàu nha, mà mất nhiều nhiều đồ quá à. Không thích lắm á. Cập nhật được thêm rất là nhiều những cái Hippo Poundon, nhưng mà hèn gì nó mạnh hơn con kia mạnh lắm mọi người. Mạnh ác quỷ luôn á. Chúng ta sắp lên 4 sao rồi. Về lại báo cáo lại cho ông chỉ huy là vừa này. Hay khích rít. Herizu có những con Lilligant nữ này, và có một con trở thành gọi là bà chùm của một cái cung cá hồ. Herizu đã rời khỏi Jubilife Village và đang ở Wallflower và đang ăn một cái bánh mochi khoai tây. Và không biết tại sao là người ở bên đội Kim Cương lại có cái dính nhán gì đến con Ursaluna đó của đội Ngọc Trai, và nó có thể dẫn đến cái sự đánh nhau tranh giành quyền lực giữa hai cái đội đó, những cái mâu thuẫn đó. Đội Galaxy này họ sẽ trở nên nếu như mà đánh nhau xèo giữa bên Diamond bên Pearl thì đội Galaxy sẽ không có làm gì hết, nếu trung lập. Tôi không muốn can thiệp hết chứ. Tôi sẽ gọi Ursaluna ra. Ursaluna. Vậy là kể cả Ursaluna cũng như là quản ngục Salamba nhìn thấy là cậu là người xứng đáng. Hoàn hảo quá chứ. Ursaluna nên có thể dùng cái mũi thính của mình đã tìm ra được cái cô bé kia, và có thể là tìm ra luôn cả Lilligant. Tôi đang nghi ngờ là Lilligant sẽ trở thành boss tiếp theo á. Nhưng mà tôi không nghĩ nó khó khăn tới vậy nữa. Thật sự. Và ok, tập của chúng ta ngày hôm nay đủ dài rồi. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Tôi biết là tập này thì tôi chơi cũng không được hay lắm á, nhưng mà cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi những cái lúc mà tôi thất bại khó khăn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem. Và như là thủ tục của mỗi cuối mỗi tập thì tôi sẽ lưu lại game. Và ok, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành và hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo của series Pokemon Legends Arceus. Tạm biệt tất cả mọi người và
Bye.